nhìn emoji đoán ca dao từ ngữ. Đổi trắng thay đen. Kinh rồi. Ui, quỷ mắt chết à. 5 sao thất bại. Đúng, đúng. Đúng, hợp lý. Giấy trắng mực đen. Đúng, hợp lý. Đúng, hợp lý. Tránh nhất tâm mặt chuột. Ăn tôm cái gì? Câu tôm nấu với ruột bầu trong cha vợ hút cầm. Nhìn thấy yêu đời đe đỏ. Bí mật là vàng. Bí mật là vàng. Alo. Bạn nói gì vậy? Im lặng là vàng. Ăn táo đến kẻ chấm cây. Ăn táo đến kẻ chấm cây. Ăn quả như kẻ chấm cây. Từ từ. Đánh nhẹ. Xương rồng có gai. Năm gai nếm mật. Có nhớ chưa? Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Đây chưa. Nước đổ là khoai. Ôi. Kính lúc cua bắt tay. Tìm cua đấy về. Ôi bạn ơi. Ôi. Họ xưa bắt ốc. Tìm cua đấy về. Đoán ca dao từ ngữ qua insert. Has iron grinding make perfect. Nhức nhức cái đầu rồi. Có sắt là hoàn hảo. Là gì đấy? Có chí thì... Không ngoài sắc có mà có ngành nên kim. Mày nghe nói là anh không muốn hay không muốn yêu một ai. Công cha như đường Thái Sơn nghe mẹ như đứa cho một chỉ ra. Chấp thôi mà cần nót cho nên là phải đáp tận nơi. Cần tận nơi phải lưỡi nhớ các dân chơi. Tao rồi nghỉ. Bình tĩnh. Ăn. Anh nói cái gì cơ? Ăn cháo, lá bát. Không thể đâu anh. Một lần kèo á. Một cây làm thẳng lên non, ba cây chụm lại. Còn thì hai cây. Xin phép được cười nữa mày. Nên hỏi người cao. Em giàu ra mỡ anh nữa em duyên. Cách gì vậy anh ơi? Không đâu. Cây, leo lên cây. Nói lại không? Có. Đây. Em giàu em mỡ anh nữa em duyên. Con đến cha là nhà của Phúc. Được của nó đây. Có mày đây cũ. Nó giống như chiếc lốp xe này là tuổi trẻ tài cao. Hơi non. Gương càng già càng cay. Cái nét đánh chết cái đèn. Thì sẽ đây là đâu. Nói cho sạch, rách cho thơm. Đặng sức ấp. Đổ hương chứ. Bắt cá hai tay. Trò chơi đoán ca dao từ ngữ Việt Nam. Cần thông minh. Đồ ăn hại. Ơi, ăn chưa no, lo chưa tới, chính xác. Lo chưa đói. Nghèo sinh bệnh, giàu sinh sự. Gần đúng rồi. Nghèo sinh bệnh, giàu sinh chuyện. Đói. Nghèo sinh bệnh, giàu sinh khỏe. Thua thôi. Nghèo sinh bệnh, giàu sinh tật, chính xác. Có sai đừng để sai thâm lòng người phải có hâm mình. Không này chứ mình không chế. Con xoài đừng để xoài thơm, làm người phải có hâm hâm cho đỡ buồn. Câu sau là có bốn từ. Con xoài đừng để xoài thơm, làm người phải có cái tâm, cái... Lòng. Ôi, sai có một từ. À, con xoài đừng để xoài thơm, làm người phải có cái tâm, cái tình. Chính xác quá. Nhân mẹ nhỉ cha chứ bà học trò. Thứ ba là thầy. Không phải ạ. Bạn là nhất. Gần đúng rồi. Nhân mẹ chị cha thứ ba bà ngoại. Chị xác. Có là mới có ăn, có là mà đòi có ăn, chỉ có ăn.
Chị nghĩ đến cơ quan không phải lúc nào con thì không phải à? Đúng đúng đúng, hợp lý. À, có làm thì mới có ăn, không dưng ai có sẽ mang phần đến cho. Wow. Sai một chỗ, không ăn ai ơi chết rồi. Không dưng ai dễ đem phần đến cho. Chính xác. Người đẹp thì lụa, lụa đẹp thì tôi. Có đấy chưa? Người đẹp thì lụa. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ăn có nhai, nói có lại. Trời đất ơi. Ăn có nhai, nói có nghĩ. Chính xác. Nhà sạch thì mát, ăn sạch ngon. Ngon cơm. Chính xác. Ủa, chị đang quan có gan làm sếp. Trời đất ơi, xin lỗi nha, đây đẹp chứ không bị khùng. Có chí làm quan, có gan thì làm trộm. Ôi loại trời.